Chiến thần Thánh Y, Đường Tuấn chương 2951 tinh thần lực bát phẩm không làm gì được tôi cả. Kỳ Long cũng bay đến từ xa, sánh vai cùng Đường Tuấn và Triệu Huyền, như mày nói, Hổ Tiêu, lẽ nào cậu muốn ra tay ở đây sao? Hổ Tiêu rũi thân thể, phát ra một âm thanh lột bột, nhe răng nói, Kỳ Long, ông đúng là thích xen vào việc của người khác. Thủy miểu miểu Tu La, các người cũng không muốn tinh thần chi tâm bị người ta chia bớt phần chứ, vậy giúp tôi chặn kỳ long lại đi. Ánh mắt anh ta lạnh lùng nhìn đường Tuấn, nói tôi muốn làm thịt tên này. Các người không có ý kiến gì, đúng không? Thủy Miểu Miểu và Tu La Thần Tử đều lắc đầu. Đùng. Hổ tiêu vọt xuống từ trên bầu trời, giống như thiên thạch rơi xuống, mục tiêu chính là đường Tuấn. Kỳ Long vừa định ra tay, một sóng nước từ trên trời cuốn xuống, quấn lấy ông ta âm thanh nước chảy vang lên lêu lêu kỳ long tướng quân ông vẫn nên đứng xem ông đây đã sớm muốn giết anh lại dám giết hồ ly tôi muốn xé anh thành mảnh vụn sát khí hồ tiêu lạnh như băng nói đường tuấn nhếch miệng cười nói tôi cũng vậy audio điện tử võ tấn bền đung một tiếng hai bóng dáng lập tức đụng vào nhau trong hoang mạc sinh ra một đám mây hình nấm Tràn ngập vô số bụi bặm. Trước khi giao chiến, Đường Tuấn bảo Triệu Huyền rời đi, lúc này Triệu Huyền đứng ở bên ngoài, khuôn mặt lo lắng. Mặc dù Đường Tuấn đã dùng thủ đoạn thuần di và tinh thần lực bát phẩm, nhưng đều không phải là năng lực chủ công, hơn nữa một khi bị người ta phát hiện ra thì hai năng lực này sẽ bị giảm bớt. Mà Hồ Tiêu ở trong tộc quần, lấy thủ đoạn công sát làm chủ. Chiến đấu như vậy, phần thắng của Đường Tuấn thật sự quá ít bụi mù dần tản đi có thể nhìn thấy tình hình bên trong lúc này bóng dáng của hồ tiêu lại gấp hai ba lần hai chân dẫm trên cánh tay đường tuấn mặt đất dưới thân đường tuấn đều xuất hiện vết nứt ấn đường đường tuấn không ngừng lóe sáng thình lình đã vận dụng tinh thần lực bát phẩm hồ tiêu cười ha ha nói trương long sơn anh chỉ có chút thực lực đó sao tinh thần lực bát phẩm không làm gì được tôi cả dưới chân anh ta dùng lực thân thể đường tuấn đều đã khom lại. Thắng bại đã định rồi. Tu la thần tử vẫn chưa ra tay trên không trung thấp giọng niệm một câu, mặc dù ít thấy tinh thần lực bát phẩm và thuấn di, nhưng vốn không phải là thủ đoạn công sát, vốn không tạo được uy hiếp gì cho hồ tiêu cả. chương 2952 Trương Long Sơn, anh chưa từng nghĩ đến hôm nay đúng không? Cái gọi là át chủ bài của anh không có bất kỳ sức gian đe nào trong mắt tôi cả, hồ tiêu cười diếu không thôi đường tuấn chậm rãi ngẩng đầu thấp giọng nói hồ tiêu vậy lúc anh sát hại những nhân tộc đó có nghĩ tới hôm nay không lời này nói ra rất kỳ lạ hồ tiêu nhướng mày cũng không rõ tại sao trương long sơn lại nói lời này nhưng anh ta hoàn toàn không có nhiều thời gian suy nghĩ sau khi đường tuấn nói xong một ngọn lửa ngập trời bộc phát ra từ trên người anh hỏa diễm màu đỏ mang theo sắc kim tản mát ra một luồng uy năng đáng sợ Hổ Tiêu phản ứng không kịp, hỏa diễm lập tức bao vây thân thể khổng lồ của anh ta lại. Vốn Hổ Tiêu hoàn toàn không để ý đến những hỏa diễm này, với cường độ thân thể của anh ta, hỏa diễm bình thường hoàn toàn không cách nào đả thương được anh ta. Nhưng biểu cảm của anh ta lập tức trở nên đau đớn. Huy năng của những ngọn lửa này vượt qua tưởng tượng của anh ta, trực tiếp thiêu xuyên qua làn da của anh ta, hỏa lực thẩm thấu vào trong cơ thể anh ta. Hổ Tiểu Gầm nhẹ một tiếng, muốn chạy trốn nhưng lúc này đường tuấn trở tay bắt lấy hai chân của hổ tiêu cười to nói ha 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 tôi đã ăn không ít gà quay vịt quay không biết hổ quay có mùi vị gì nhỉ nghe nói anh có một tiêu huyết mạch bạch hổ chắc chắn là rất bổ trong lúc nhất thời hổ tiêu không tránh thoát được chỉ có thể mặc cho hỏa diễm không ngừng thiêu đốt thủy miều miều xa xa và kỳ long đang chiến đấu chợt khiếp sợ kinh ngạc nhìn về phía ngọn lửa thất thanh nói là hỏa tự thần văn thủy tự thần văn trong ấn đường cô ta không ngừng nhảy lên, giống như bị hỏa diễm ảnh hưởng, trở nên không ổn định. Thủy tự thần văn và hỏa tự thần văn là hai tấm thần văn đối lập, từ trước đến nay thủy tự thần văn là bảo vật chân quý của hải tộc, hiện giờ được truyền đến trên tay thủy miều miều. Mặc dù thủy tự thần văn thần kỳ mà mạnh mẽ, nhưng cũng khiến hải tộc bị hạn chế rất lớn, ví dụ như nếu hỏa tự thần văn phát huy tốt thì có thể khắc chế được thủy tự thần văn, nếu như mình có thể có được hỏa tự thần văn của anh ta, khiến công pháp đạt đến cảnh giới thủy hỏa cộng sinh giao hòa, có lẽ tu vi của mình có thể tiến thêm một bước lớn. Hoàn toàn khắc phục được khuyết điểm công pháp hải tộc tôi. Thủy miều miều nhìn đường tuấn, ánh mắt lóe ra vẻ kích động. Bỗng nhiên trên mặt tu la thần tử lộ ra một tia lãnh khốc, tay nắm giữ kiếm bên hông. Triệu huyền ở phía dưới nghe được trợn tròn mắt, thấp giọng lẩm bẩm nói, lão đường thật sự định nướng bạch hổ sao. Không biết hương vị như thế nào rất muốn ăn một miếng lúc nói chuyện anh ta cảm giác đầu lưỡi liên tục chảy ra nước bọt a à, chương à, à, 2953 vậy mà anh lại có bảo vật thần văn này nhưng chút hỏa Diễm này không giết được tôi đâu âm thanh đau đớn của hổ tiêu truyền ra từ ngọn lửa anh ta nói xong hỏa Diễm đầy trời chợt thu lại lập tức tiêu tán không còn tung tích hổ tiêu xuất hiện trong tầm mắt mọi người nhưng lúc này thoạt nhìn anh ta chật vật hơn rất nhiều, bộ lông sáng bóng trên người bị thiêu rụi hơn phân nửa, lông còn lại đều xoắn đen. Trong hai mắt anh ta trào ra ngọn lửa phẫn nộ, thân là thần tử hồ tộc, đây là lần đầu tiên anh ta chịu thiệt thòi lớn như vậy. Tôi phải giết chết anh. Hồ tiêu cắn răng nói. Anh ta đưa một vật trong tay lên, bắn về phía đường Tuấn. Đó là chiếc răng cao nửa người, răng lóe ra ánh sáng sắc bén, vậy mà lại là răng hổ giao động từ răng truyền ra khiến tim người ta run rẩy hơn cả thiên khí đó là răng mà người tu hành cảnh giới thần quân hổ tộc tháo xuống kỳ long nhận ra vật này là thứ mà lúc ấy hổ tiêu đánh lén ông ta đã sử dụng không chỉ sắc bén mà còn mang theo kịch độc chỉ cần một cái răng đã có lực sát thương đáng sợ như vậy nhà chủ nhân của hàm răng tuyệt đối là cường giả cấp bậc thần quân tốc độ răng hổ ngày càng nhanh cuối cùng hóa thành một đảo ô quang không gian ven đường bị cắt ra thành một vết nứt một luồng khí tức khiến người ta buồn run dần tràn ngập phiến không gian này. Đường Tuấn không nhúc nhích, không có chút ý định né tránh. Bạo. Lúc này, Đường Tuấn khế quát. Một luồng hỏa quang bỗng nhiên phát ra từ trong hàm răng kia, phóng lên trời, hình thành một cột lửa. Cùng lúc này, chiếc răng đó lập tức nổ tung, hóa thành mảnh vụn, tiêu tán trong thiên địa. Hồ Tiêu dùng răng hổ hấp thu hỏa diễm, nhưng Đường Tuấn lại giấu hỏa tự thần văn trong hỏa diễm, để răng hổ hấp thu với thần văn lúc này thôi phát thần văn lập tức kiến công giang hổ vỡ vụn tâm thần của hổ tiêu cũng bị thương trên mặt tái nhợt anh ta khiếp sợ nhìn về phía đường tuấn hét lên trương long sơn tôi là thần tử hổ tộc nếu anh thật sự dám giết tôi thì hổ tộc nhất định sẽ không tha cho anh đâu át chủ bài giang hổ bị nghiền nát trong lòng hổ tiêu cũng sinh ra sợ hãi hoàn toàn mất đi ý chiến đấu ha ha dù sao tôi cũng không có ý định có giao tình với hổ tộc các người Đường Tuấn cười giễu một tiếng, thân hình lướt về phía Hồ tiêu, đồng thời hóa trưởng thành đao, bổ xuống hổ tiêu. Tu la, thủy miều miều, cứu tôi. Hồ tiêu muốn chạy trốn, nhưng lại phát hiện hoàn toàn không nhúc nhích được, mặc dù lực công kích của tinh thần lực bát phẩm của đường Tuấn không mạnh, nhưng năng lực vây địch lại không kém, lúc này hổ tiêu đã bị tinh thần lực của đường Tuấn vây khốn. Tu la thần tử và thủy miều miều thở, dường như định nhìn anh ta bị giết. Phụt, không có bất kỳ ngăn trở nào, trường đao của đường Tuấn bổ xuống đầu hổ tiêu, chém toàn bộ thân thể anh ta thành hai nửa. chương 2954 Vô số máu tươi đầy trời, mùi máu tươi nồng nặc rất nhiều. Nguyên Anh cuối cùng bị đường Tuấn nắm trong lòng bàn tay, tiếng hổ tiêu cầu xin tha thứ chuyển ra, Trương Long Sơn, đừng giết tôi. Ha ha, đường Tuấn cười diễu, soạt sốt. Đúng lúc này, bỗng nhiên hai bóng dáng vọt đến cột lửa trên bầu trời, chính là Tu La Thần Tử và Thủy Miều Miều. Vốn hai người họ đang chờ đợi thời cơ muốn cướp lấy hỏa tự thần văn cất giấu trong cột lửa. Bọn họ thấy lúc này Đường Tuấn sẽ bất lực ứng phó hai người họ, nên muốn nhân lúc cháy để cướp bóc. Thủy Miều Miều còn cười hì hì nói, Trương Long Sơn, không phải tôi cướp bóc, chỉ là muốn mượn xem xem, sau này sẽ trả lại anh. Mà Tu La Thần Tử lại không nói gì, đồng thời tốc độ không hề yếu chút nào. Cho dù là nguyên nhân gì, thì một tấm hỏa tự thần văn cũng đủ khiến bọn họ cùng nhau ra tay. thật sự cho rằng tôi không phòng bị cát sao? Đường Tuấn cười diễu, ý niệm trong lòng anh khẽ động. hỏa tự thần văn trong trụ lửa lập tức bạo phát ra hỏa diễm càng thêm mãnh liệt, quét sạch bốn phía. hỏa diễm quét sạch trong phạm vi không gian đều tan vỡ. Trương Long Sơn, anh điên rồi. Thủy Miểu Miểu quát lớn, bóng dáng cô ta lập tức lùi lại. cô ta không e ngại những hỏa diễm đó nhưng không gian tan vỡ khiến cô ta cảm giác rất nguy hiểm ngay cả tu la thần tử cũng lùi lại mất mạng vì một tấm thần văn không đáng không gian sụp đổ hỏa tự thần văn cũng biến mất theo không gian chấn động thủy miều miều cười diễu thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành trương long sơn anh thật sự không tiếc đó đường tuấn nhún vai nói tôi không muốn hời cho các người lúc nói chuyện ý niệm anh khẽ động Hỏa tự Thần Văn lưu lạc trong hư không rơi vào trong tiểu thế giới của anh. Đối với người khác, Thần Văn rơi vào trong không gian tan vỡ dường như không tìm lại được, nhưng Đường Tuấn đã ngưng tụ tiểu thế giới, lại có tinh thần lực bát phẩm chống đỡ nên dễ dàng thu lại Thần Văn. Thủy Miểu Miểu và Tu La thần tử cũng không biết Hỏa tự Thần Văn đã được Đường Tuấn thu hồi, lúc này vẻ mặt giận dữ nhìn anh, đặc biệt là Thủy Miểu Miểu, trong con người xinh đẹp tràn đầy vẻ không cam lòng, vất vả mới nhìn thấy được Hỏa tự Thần Văn vậy mà đã không còn nữa, cô ta trầm giọng nói Trương Long Sơn, giao nguyên anh của hồ tiêu cho bọn ta đi. Tu la thần tử cũng lộ ra ý động. Có được nguyên anh của hồ tiêu chẳng khác nào nắm lấy tính mạng của anh ta, đến lúc đó có thể nhân cơ hội đòi không ít bảo vật. Đường Tuấn thản nhiên nhìn hai người họ, nói, nếu tôi không đưa thì sao? Thủy miều miều và tu la thần tử nghe vậy, khóe miệng đều hiện ra nụ cười diễu. chương 2955 không có hỏa tự thần văn của Trương Long Sơn nữa, theo như bọn họ thấy hoàn toàn không còn uy hiếp. Nhưng bọn họ vừa mới có suy nghĩ này, âm thanh đường tuấn lại vang lên, nói tinh thần chi tâm vừa xuất thế, không gian nơi này đã không ổn định, nếu như lại đại chiến lần nữa, không gian sụp đổ, đến lúc đó đừng ai hòng thoát được. Sắc mặt thủy miểu miểu và tự la thần tử ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn về phía tinh thần chi tâm trong hư không, cuối cùng chỉ có thể áp chế sát khí hai người họ thản nhiên nhìn đường Tuấn, rồi lùi lại tạo thành một khoảng cách, chuẩn bị cho tinh thần chi tâm xuất thế. Lúc này Triệu Huyền đi đến, nói với đường Tuấn, trương sư đệ, đệ thật sự mãnh liệt quá rồi. Vẻ mặt Kỳ Long muốn nói lại thôi, sự mạnh mẽ của Trương Long Sơn này nằm ngoài dự đoán của ông ta. Đường Tuấn tìm một lúc trên thi thể hổ tiêu bị bổ ra, tìm được một chiếc nhẫn không gian. Sau khi dùng tinh thần lực bát phẩm cởi bỏ cấm chế của chiếc nhẫn, mấy thứ tử trong nhẫn được đường Tuấn lấy ra. Hai ba bình xứ, còn có một quả to bằng nắm tay. Đường Tuấn mở bình xứ ra, ba viên long nhãn lớn nhỏ, đan dược màu tím sắc kim liên tục lăn ra, mùi thuốc nồng đậm tản mát ra từ đó. Đây là thiên nguyên quả và tử kim chân gian. Triệu huyền kinh ngạc hét ra tiếng. Sắc mặt kỳ long cũng khẽ thay đổi, thấp giọng nói, hổ tiêu dự định muốn mượn cơ hội ngưng tụ tiểu thế giới. Cho dù là thiên nguyên quả hay tử kim chân đan, đều là bảo vật tăng pháp lực, mà hiện giờ Hồ Tiêu đã là người tu hành đỉnh phong của động hư cảnh, suy đoán một chút có thể đoán ra dự định của Hồ Tiêu. Đường Tuấn ném một viên Tử Kim Chân Đan trong số đó cho Kỳ Long, nói: "Kỳ Long tướng quân, ông luyện viên đan dược này đi, có lẽ có thể gia tăng không ít tu vi." Kỳ Long hơi ngượng ngùng, nói: "Không có công không dám hưởng, cái này." Tử Kim Chân Đan nhất định phải là thần đan sư mới có thể luyện đan dược cho dù là được liệu hay là mời thần đan sư ra tay đều trả giá vô cùng lớn hồ tiêu là thần tử của hồ tộc cũng chỉ có ba viên đan dược mà thôi Đường tuấn nói đợi lát nữa còn phải nhờ kỳ long tướng quân hỗ trợ ra tay kỳ long nghe vậy do so dự một lúc rồi lập tức đồng ý một viên thiên nguyên đan thật sự khiến ông ta rất động lòng nguyên anh của hồ tiêu bị đường tuấn nằm trên tay lúc này nhìn mấy người họ đang phân chia đan dược của mình suýt chút nữa muốn bạo tẩu mắng Trương Long Sơn, đợi cường giả hồ tộc tôi hàng lâm, các người sẽ chết chắc. Tiếp theo, đường Tuấn móc móc lỗ tai, tiện tay phong ấn nguyên anh của hồ tiêu, sau đó nhìn về phía Triệu Huyền, lộ ra ánh mắt kỳ quái. Ánh mắt này khiến Triệu Huyền run rẩy giống như sắp trở thành chuột bạch. chương 2956 Trương, Trương Sư Đệ, Đệ muốn làm gì? Triệu Huyền lùi về phía sau mấy bước, âm thanh khẽ run. Đường Tuấn cười nói: "Triệu sư huynh, tôi cảm thấy tu vi của anh tăng quá chậm, nên quyết định giúp anh, có muốn ngưng luyện tiểu thế giới hay không?" "Anh muốn thử nghiệm suy nghĩ của mình ở trên người Triệu Huyền một chút, xem có thể ngưng luyện ra tiểu thế giới hay không." Triệu Huyền run rẩy, nhưng lời nói của Đường Tuấn lại khiến anh ta rất động lòng, nếu như có thể ngưng luyện ra tiểu thế giới, vậy bị coi là chuột bạch cũng không phải không thể chấp nhận. "Trương sư đệ, để có nắm chắc không?" Triệu Huyền hỏi. Đường Tuấn nói, không nguy hiểm đến tính mạng là được. Triệu Huyền nghe vậy, lập tức vỗ ngực, nói, được. Vì bảo Tống thần quân, liều mạng thôi. Kỳ Long ở bên cạnh không khỏi nhìn hai sư huynh đệ này, luôn cảm giác Triệu Huyền rất dễ lừa gạt. Đường Tuấn nhìn tinh thần chi tâm trong hư không, thầm nghĩ, có lẽ còn phải mất lúc nữa tinh thần chi tâm mới có thể xuất thế, đến lúc đó chỉ sợ sẽ gặp phải một trận đại chiến, rất có thể ngay cả thần quân cũng sẽ tham dự một khi thần quân tham dự đường tuấn cũng cảm thấy run rẩy không cách nào bảo đảm an toàn cho bản thân vừa hay nhân thời gian này luyện hóa long tức thuận tiện tăng thực lực của triệu huyền đường tuấn đưa ra quyết định vừa luyện hóa long tức vừa bảo triệu huyền ăn tử kim chân đan nguyên khí hùng hồn nổ tung trong cơ thể triệu huyền đường tuấn lấy ngân châm ra đâm vào nhiều huyệt vị trên thân thể triệu huyền những ngân châm này đều là đặc tính nếu không ngay cả làn da của triệu huyền cũng không đâm được Mấy ngày trước Triệu Huyền vừa mới luyện xong long khí, thực lực tăng vọt một mảng lớn nhưng vẫn chưa vững chắc. Lúc này Đường Tuấn dùng ngân châm kích thích huyệt vị, có pháp lực phù phiếm và dược lực chân đan không ngừng cọ rửa huyệt khiếu, trong quá trình cọ rửa, pháp lực phù phiếm trở nên ngưng thật. Tiêu hao xong một viên chân đan, Triệu Huyền thuận lợi đột phá đến đỉnh phong của động hư cảnh. Sắc mặt Thủy Miểu Miểu và Tu La Thần Tử xa xa khẽ thay đổi, liếc nhìn nhau một cái đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn họ chưa bao giờ nghe nói còn có thể sử dụng y thuật như vậy, nếu như y thuật này có thể quảng bá trên diện rộng, vậy chẳng phải chỉ cần có đan dược đã có thể tiết kiệm được thời gian tích lũy sao? Thủy miều miều, cô cảm thấy anh ta thật sự có thể giúp triệu huyền ngưng luyện ra tiểu thế giới sao? Tu la thần tử truyền âm hỏi. Phải biết rằng hiện giờ hai người họ vẫn chưa ngưng luyện ra tiểu thế giới. Xếp hạng top 10 vạn tiên hội, có lẽ sẽ có người ngưng luyện ra tiểu thế giới, nhưng tuyệt đối không quá ba người. Một khi ngưng luyện tiểu thế giới, thì khoảng cách đến cảnh giới thần quân lại gần hơn một bước. Chương 2957. Thủy Miểu Miểu do dự một lúc, nói có lẽ là không thể. Ngay cả ngũ đại thần y sư cũng không thể giúp người ta ngưng luyện ra tiểu thế giới, dù cho y thuật của anh ta có lợi hại, lẽ nào còn có thể vượt qua bác sĩ thần sao? Mặc dù nói như vậy nhưng Thủy Miểu Miểu vẫn không khỏi quan tâm đến Triệu Huyền. Lỡ như Trương Long Sơn thật sự làm được vậy thì sẽ trở thành trái thơm ngon, e là nhiều thiên kiêu của vạn tiên hội đều sẽ tìm đến anh ta. Đột phá trở thành đỉnh phong của động hư cảnh, Triệu Huyền còn chưa kịp vui mừng, Đường Tuấn đã nhét thiên nguyên quả và một viên tử kim chân đan còn lại vào trong cơ thể Triệu Huyền. Dược lực bùng nổ trong cơ thể còn hung tợn hơn trước đó, huyệt vị lần nữa bị cọ rửa, trở nên cứng cỏi. Nhưng lần này nguyên khí mênh mông rất nhanh không có chỗ chứa đựng, không ngừng tích lũy trong cơ thể Triệu Huyền, khiến cả người Triệu Huyền bành trướng lên sau triệu huyền hét lớn nguyên khí quá minh mông áp bách huyệt vị và tử phù của anh ta dường như có thể bạo phát bất cứ lúc nào trương sư đệ chẳng phải đệ nói sẽ không nguy hiểm đến tính mạng sao khuôn mặt triệu huyền đáng thương nhìn đường tuấn đường tuấn bên cạnh anh ta lần nữa đâm ngân châm vào nói quả thật không có nguy hiểm nhưng tôi không nói sẽ không đau triệu huyền hét lớn trương sư đệ cậu chơi tôi kỳ long bên cạnh rất bất lực bây giờ tên nhóc triệu huyền này mới phát hiện ra sao. Trong lòng tuy rằng nghĩ như vậy, Kỳ Long vẫn gắt gao nhìn chầm chầm triệu huyền, không bỏ qua bất kỳ biến hóa nào trên người anh ta. Nếu đường Tuấn thật sự có thể giúp người ta ngưng luyện tiểu thế giới, Kỳ Long quyết định, mặc kệ trả bao nhiêu cái giá đều phải mời anh ra tay. Mắt thấy thân thể triệu huyền bành trướng càng ngày càng lợi hại, tùy thời có thể bạo thể mà chết. Tên triệu huyền này còn đang không ngừng gào thét, nhưng sắc mặt đường Tuấn vẫn bình tĩnh như trước trong tay anh có mấy dấu tay, đánh vào trong cơ thể Triệu Huyền. Trường Trung Trận, Kỳ Long thất thanh nói. Trường Trung Trận là một ít tuyệt học cao minh của thầy trận Pháp, có thể bày trận ở địa phương nhỏ như bàn tay, sau đó đánh ra. Những dấu tay vừa rồi của Đường Tuấn tạo thành một trận Pháp nhỏ. Những trận Pháp này Kỳ Long cũng không xa lạ, chính là cái được sinh ra từ những cấm chế do Diệp Phạm dạy. Kỳ Long nhìn không rõ nguyên nhân, nhưng Triệu Huyền lúc này lại không gào thét nữa, Tâm thần lâm vào một loại cảnh giới thần kỳ. Trong lúc hoảng hốt, ông ta cảm nhận được một loại cảm giác trời đất mới mở ra, bản thân giống như hóa thành một tiểu thế giới đang không ngừng tiến hóa. Đường Tuấn thông qua rất nhiều thủ đoạn, làm cho ông ta cảm ứng được thế giới trong khiếu. Bản thân Triệu Huyền không phát giác, nhưng sắc mặt ba người Kỳ Long, Thủy Miểu Miểu và Tu La thần tử đồng thời biến đổi. Làm sao có thể? Chương 2958 trong mắt tu la thần tử bộc phát ra tinh mang. Thật không thể tin được. Thủy miều miều che miệng, trong mắt đầy hoài nghi. Triệu huyền đang ngưng luyện hình thức ban đầu của tiểu thế giới. Lúc này, ở trên đỉnh đầu triệu huyền, một đoàn hư ảnh đang từng chút từng chút xuất hiện, khí tức hỗn độn, trong đó chính là hình thức ban đầu của một tiểu thế giới. Tất cả những chuyện này, triệu huyền cũng không biết. Thủy miều miều nhìn chằm chằm đường tuấn, nói, ngay cả bác sĩ thần cũng không làm được chuyện gì, anh ta làm như thế nào. Triệu Huyền ngay từ đầu chẳng qua chỉ là xếp hạng hơn 200 mà thôi. Tuy rằng là thiên tài, nhưng ở trong mắt đám người tu la thần tử và thủy miểu miểu, cùng người tu hành bình thường không có gì khác nhau. Cho dù sau khi luyện hóa long khí trong tháp đăng long, cũng chỉ là xếp hạng 100, vẫn không đáng coi trọng. Nhưng một tên như vậy, lại ở trước bọn họ một bước ngưng luyện tiểu thế giới. Vượt qua bọn họ. Triệu Huyền là một thiên tài, miễn cưỡng tính, nhưng người chân chính phát huy tác dụng lại là Đường Tuấn. Điểm này Tu La Thần Tử, Kỳ Long và Thủy Mân đều rất rõ ràng. Triệu Huyền ngưng luyện ra tiểu thế giới, Tu La Thần Tử bọn họ đều không nắm chắc đánh bại được. Thiên Nguyên Quả, Tử Kim Chân Đan tuy rằng chân quý, nhưng cho dù là hổ tiêu cũng không nắm chắc ỷ vào hai thứ này là có thể ngưng luyện tiểu thế giới, bằng không cũng sẽ không kéo dài. Nhưng hiện tại tên này cư nhiên làm được tâm thần thủy miểu miểu rung động, ánh mắt nhìn đường tuấn thập phần phức tạp. Một vị động hư cảnh ngưng luyện tiểu thế giới chắc chắn khó có được, nhưng một vị bác sĩ có thể giúp người ngưng luyện tiểu thế giới lại càng khó có được gấp vạn lần. Nếu mà truyền ra ngoài, toàn bộ trung ương ngân hà đều sẽ vì chuyện này mà chấn động. Hai người đều không thể không cảm thán, tên triệu huyền này vận đạo cũng quá tốt. Khi triệu huyền bắt đầu ngưng luyện tiểu thế giới, thân thể anh ta bành trướng cũng khôi phục bình thường, nhưng cả người vẫn như cũ đắm chìm trong trạng thái tu luyện đường tuấn thu tay về cứ như vậy chờ đợi qua hồi lâu triệu huyền bỗng nhiên mở hai mắt ra trước tiên nhìn về phía hư ảnh tiểu thế giới trên đỉnh đầu ánh mắt rung động không gì sánh được trời ơi tôi lại có thể thật sự ngưng luyện thành tiểu thế giới vẻ mặt triệu huyền hoàn toàn không thể tin được trong lòng anh ta còn có một âm thanh khác cách bảo tống thần quân lại gần một bước anh ta nhìn đường tuấn nhất thời trăm cảm xúc đan sen. Từ khi quen biết Đường Tuấn đến bây giờ, mới chưa tới một tháng, thực lực của anh ta thế nhưng tăng trưởng nhiều như vậy. chương 2959 Đặt ở trước kia, một tháng căn bản không có khả năng tăng trưởng bao nhiêu thực lực. Trương Long Sơn, tôi muốn nói chuyện với anh. Lúc này, Thủy Miều Miều đi tới, tuy rằng ngữ khí vẫn như cũ không tốt lắm, nhưng trên mặt lại không còn mang theo thần thái kiêu căng như lúc trước. Không chỉ có cô ta, ngay cả tu la thần tử cũng đi theo ánh mắt nhìn đường tuấn rất phức tạp đường tuấn nhìn hai người sao có thể không hiểu suy nghĩ của bọn họ khoát tay nói không có hứng thú thủy miều miều ngẩn ra trong mắt lộ ra một tia tức giận nhưng không phát tác trầm giọng nói trương long sơn y thuật của anh không tệ nếu nguyện ý vì hải tộc tôi cống hiến mà nói tất cả ân oán của anh và hổ tộc chúng tôi đều có thể giải quyết cho anh hổ tiêu lúc này còn sống đồng dạng khiếp sợ không nói gì Đề nghị này của Thủy Miểu Miểu nhìn như rất trọng đại, nhưng so với lợi ích mà Đường Tuấn có khả năng mang đến cho hải tộc mà nói, căn bản là không đáng kể. Hồ Tiêu lạnh lùng nói, Trương Long Sơn, chỉ cần anh đem môn y thuật này giao ra, ân oán của anh và hồ tộc tôi, tất cả đều là quá khứ. Lúc này, trong mắt những thiên tri kiêu tử này, Đường Tuấn tương đương với cao thủ thần quân không chừng. Nếu như có thể giúp sức cho tộc của bọn họ, thực lực tộc của bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều. Kỳ Long nói, Trương Long Sơn, nếu như anh nguyện ý ở lại trong quân, tôi có thể xin thần đình, địa vị của anh sẽ ngang bằng với tướng quân hứa. Có lẽ lúc này thực lực của Đường Tuấn không đủ để bọn họ kiên kỵ, nhưng biểu hiện ra loại y thuật có thể nói là kỳ tích này lại đáng để bất kỳ thế lực lớn nào lôi kéo anh, thậm chí không tiếc bất cứ giá nào. Đường Tuấn lắc đầu, nói thật xin lỗi, tôi còn chưa có ý nghĩ về thế lực lớn nào. Khuôn mặt xinh đẹp của Thủy Miểu Miểu lộ ra vẻ tức giận, nói trương long sơn nếu anh đã bày ra loại y thuật này vậy thì phải rõ ràng tầm quan trọng của loại y thuật này một khi các tộc biết được anh căn bản không có khả năng chỉ lo cho thân mình bằng thế lực ít ỏi của vạn diệu cung căn bản không có khả năng ngăn cản được những thế lực này anh bây giờ sớm lựa chọn một tộc cường đại càng sớm càng tốt ít nhất tương lai không cần lo lắng bị giết hải tộc tôi là có một vị trí đáng kính triệu huyền nghe vậy trong lòng cũng thở dài vạn diệu cung ở tinh vực kỳ lân địa vị tương đối đặc thù, cho dù thật sự giết hổ tiêu, dốc hết toàn lực cũng có thể bảo trụ cho đường tuấn. Nhưng hiện tại đường tuấn biểu hiện ra loại y thuật có thể nói là nghịch thiên này, vạn diệu cung đã bất lực. Không nghĩ tới vạn diệu cung tôi lại nợ anh nhiều như vậy. Triệu huyền trong lòng thầm than. Đường tuấn vẫn lắc đầu, nói cho dù tôi muốn đầu nhập vào một thế lực nào đó, cũng sẽ không phải là hải tộc. Thủy miều miều hư lạnh một tiếng, cười nhạo nói, không biết tốt xấu. Thật sự cho rằng mình là hàng hiếm sao. Nói xong câu đó thì cô ta liền trầm mặc. chương 2960 Những gì nên nói đã nói rồi, nếu Trương Long Sơn không thức thời, vậy cô ta sẽ đem tin tức này nói cho các tộc ở phía trên, chờ đợi bên trên định đoạt, đến lúc đó lựa chọn cho Đường Tuấn sẽ không ôn hòa như vậy. Tu La Thần Tử cùng Hồ Tiêu cũng không nói nữa. Khoảng thời gian tiếp theo, ba nhóm người đều có tâm tư, đang chờ đợi. Đường Tuấn đang nắm chặt luyện hóa Long tức, Thủy Miểu Miểu nói không sai. Một khi loại y thuật này của anh truyền ra ngoài, anh tất yếu phải lựa chọn một thế lực để đầu nếu không nhất định sẽ bị giết chết. Trước đó, anh phải tận khả năng tăng thực lực của mình, tương lai có thể nắm chắc thêm vài phần. Thời gian vội vã trôi qua như vậy, một năng lượng thủy chiều màu xanh xuất hiện từ khoảng không, bao trùm một phương của không gian nhỏ này. Đám người Đường Tuấn nhanh chóng hấp thu năng lượng thủy chiều này. Triệu Huyền hiện giờ vừa ngưng luyện tiểu thế giới, thật giống như một cái động không đáy. Tốc độ hấp thụ năng lượng thủy triều so với Đường Tuấn còn nhanh hơn một chút. Năng lượng thủy triều bộc phát càng ngày càng dày đặc, tinh thần chi tâm chỉ sợ sắp xuất thế. Đường Tuấn không tu luyện nữa, lòng tức đã bị anh luyện hóa một phần ba. Hơn nữa mấy lần bộc phát năng lượng thủy triều làm cho tu vi của anh tăng trưởng rất nhanh, cách động hư cảnh trung kỳ đã không còn xa. Không chỉ có anh, tu la thần tử. Thủy Miểu Miểu cùng Kỳ Long ba người cũng được lợi rất nhiều, khí tức so với lúc trước cường thịnh hơn rất nhiều. Có thể hấp thu năng lượng thủy triều bộc phát ra từ tinh thần chi tâm ở cự ly gần như vậy, cũng là cơ duyên hiếm có. Phải biết rằng trong năng lượng thủy triều tinh thần chi tâm ẩn chứa một ít sinh mệnh chi năng, có thể trợ giúp người tu hành động hư cảnh đỉnh phong nhanh chóng ngưng luyện tiểu thế giới cùng ấn ký sinh mệnh. Âm ầm, trong hư không phát sinh từng tiếng nổ trầm thấp. Tinh thần chi tâm lột xác, chỉ sợ rất nhanh sẽ ảnh hưởng đến không gian nhỏ này. Kỳ Long nhìn hư ảnh trên đỉnh đầu, vẻ mặt nghiêm trọng hẳn lên. Triệu Huyền kích động nói, vậy chúng ta không thể đi ra ngoài. Kỳ Long gật đầu, nói, hẳn là có thể. Tuy nhiên, ông ta nhìn về phía Đường Tuấn, nói chẳng qua vừa ra ngoài, chuyện của cậu rất nhanh sẽ bị bọn thủy mỉu mỉu nói cho tộc, đến lúc đó tình cảnh của cậu sẽ rất đáng lo ngai. Đường Tuấn khẽ gật đầu, anh cũng hiểu đạo lý này. Lúc này ánh mắt hai người thủy miểu miếu cùng Tu La thần tử nhìn mình đều mang theo uy hiếp, mặc cho ai cũng biết ý nghĩ của bọn họ. Nhưng tựa như lời anh nói lúc trước, nếu như ở chỗ không gian nhỏ này đánh nhau, không gian nhỏ chỉ sợ sẽ trực tiếp sụp đổ, đến lúc đó đối với song phương đều là một thảm họa. Nếu không, Đường Tuấn thật sự rất muốn đem hai người ở lại chỗ này. Audio điện tử Võ Tấn bền. Kết chương 2960.